vô đồng rất là đông, rất là vui anh em. Anh em ok anh em. Xin chào các bạn, hôm nay Di Mỹ đi với có một nhóm người đi qua bên cái gò chỗ cũ của mình các bạn, làm cái món lẩu cá hú lẩu mắm nha các bạn. Đừng đi đó các bạn. Đó các bạn, đừng đi đó các bạn. Mình đừng đi nha các bạn, đi là hành trình lên trong trong rừng sống. Vô đồng rất là đông, rất là vui anh em. Bữa nay anh em mình tổ chức làm một cái lẩu mắm. Này các cha mình Thái nha các bạn, Thái ra mình làm lẩu mắm nha các bạn. Đây là ông thợ nấu tên Sang nè. Ngước mặt lên coi ông thợ nấu. Ông nội quay quay chưa chế mạng đi. Ngước mặt lên coi. Nè, đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Đó. Này cái khâu đầu tiên nha các bạn, khâu này khâu mình là thái cá nè các bạn. Mắm đâu? Trong cái bị đó. Cái này ba cục này tôi. Này để đâu trời? Đồ diễn nha trời, thái nha là quan anh trời. Ông thợ nấu rồi thái cho nó đẹp đẽ nha. Quá im. Các bạn thông cảm cho mình nghe, ở trong đồng nội mình là mình tự sống kiểu mà sống trong rừng các bạn. tự biên tự diễn luôn các bạn, chứ không phải là ở ngoài thành thị nha, ở trong đồng á, đây nè. Này nó lạo vậy nó không ra ngoài đường gì đó. Ông ở trong rừng nha. Này là anh em mình 5-6 anh em lên tập hợp lại là nấu cá hú làm lẩu mắm. Bữa nay vui lắm các bạn, vui cực kỳ vui luôn. Anh em quá trời diễn viên à. Diễn viên đầy đủ luôn. À trời, ông Sang hay vậy? Ông Sang ở đó hay vậy? Ông Sang với ấy vậy? Thái này trời. Clip này không vui, clip nào vui. Rồi ok các bạn ơi, bữa nay giỡn cho đã nha. Mấy ngày cuối cùng buôn Mỹ không có buôn bán gì được. Đam mê cũng vì đam mê YouTube các bạn, đam mê YouTube mà cái công việc của mình bên đây nó bị đình trệ các bạn ơi. Mình cũng không, cái YouTube nghèo, YouTuber nghèo các bạn. Không có, nếu mà thương ngày mới mình, là cấm công việc là cấm luôn, đâu có màn ăn gì được. Nếu thương tình nhớ chia sẻ kênh, ủng hộ kênh mình nhiều nhiều, cảm ơn các bạn nhiều nha. Tại vì YouTuber nghèo lắm, còn đầu tư chưa có mạnh được. Anh em cũng thương tình mình hỗ trợ cho Di Mỹ nè các bạn. Cái gì vậy? Này các bạn ơi, đây là ngày của Di Mỹ nè. Rồi, bữa nay khai thiệt cho các bạn coi á, nó ngày của Di Mỹ, ngày của Cagamen đó nha. Đó, một ngày mơ này nữa là ta cấm nó, ta đâu có cho bán giấy số nữa đâu. Giờ anh em mình chuẩn bị đó nha các bạn. Đây là bên cái đội nhóm cái khâu mà nhóm lửa nha các bạn, đó anh Tý mình đó với mà anh Liếp. Bữa nay mình đem tới bạn Tấn mình đó các bạn. Ba ông thợ lần nấu lần các bạn, ba ông thợ nấu. Cảnh đồng quê nha, cũng vẫn là chỗ cũ nha các bạn. Kiếm rau các bạn, rau muống lần để làm lẩu mắm nha các bạn. Này trong cái nhóm này cũng 6-7 anh em gì đó mà mỗi người tan chân các bạn ơi. Đặng mình làm cái chế biến cái món nó cho nó đầy đủ. Nó đầy đủ cái nội dung và hấp dẫn đó các bạn. Nếu các bạn thấy kênh mình thích thì nhớ cho mình xin một like và một comment đăng ký nha các bạn. Đây là anh tên bạn mình là tên Hải, đi Hải có muốn làm cái lẩu mắm đó các bạn. Để vô rồi thì tới đường các bạn. Rồi xong xuôi ăn hậu đi về không hết các bạn. Rồi.
quá ngon các bạn ơi. Thằng mắm này quá ngon. Bước kế tiếp mình để cà vô nha các bạn. Để cà vô trước các bạn ơi, để cà nó lâu chín các bạn. Mình phải để cà vô trước. Để dày dày cái củi đi Nguyễn. Đẳng rồi, tổng rồi. Nghèo. Hết luôn nha các bạn. Đủ hò hắn nước lạnh rồi. Nước lạnh. Cho ca rồi. Rồi nằm mừng rồi. Này, hết chiếc cà bén rồi nha. Mình ở trong đồng các bạn, trong đồng mình quyền biến các bạn, chứ không có phải như ở ngoài nhà cửa. Ở trong đồng bán thì quyền biến, cái nào làm được thì mình làm các bạn. Nếu các bạn thấy hay á, cho mình xin một comment và một subscribe và một cái bình luận nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều đã thay đổi theo dõi video của Mỹ nha. Cái này là đầu tiên mình để cái cá, mình để ba cái xương vô trước nha các bạn, cho nó ngọt, nó mau chín nha các bạn. Cho nó ngọt nữa. Cái giá mốt rồi mà. Cà sóc ngon mỏng không ha. Rồi đợi miếng mỡ vô cho sao ha. Nó phải mỡ lắm. Xin chào ông đĩa. Quá ngon các bạn ơi. Cái mắm này mắm là đặc sản miền Tây các bạn. Chắc luôn các bạn. Xong bây giờ dạ. Anh mời các bạn, giờ anh em mình vô dùng lẩu mắm với mình luôn nha cái chết luôn vậy. Các bạn vô vô anh em vô, vô bỏ cao vô, bỏ cao vô, quậy lên, quậy lên từ từ. Lẩu mắm quá thơm. Ô vô điện điện, điện điện nguyên công vậy nên những người kia nó gấp bỏ cao vô. Muốn vô này là, còn này là rau muống đồng mình vừa hái xong nghe cả nhà, ngột thở chết. Đưa ra ngoài nghe chốc ông lửa. Ê nghe nghe ông lò. Ê đừng có mạnh quá nó lật. Đừng mạnh nó lật à. Ô, các bạn nha. Cá chín rồi. Uất đi. Ông ba là bùm đi. Đầu má là má đói nè, no ăn. Ngon không ngon? Ngon. Mà các bạn nha, lâu lâu vô đồng mình vừa ăn dưới bếp lửa củi mà mình vừa khóc các bạn ơi. Quá khổ. Vô vô. Mời các bạn nha. Đừng có đi. Đừng có. Nước mắt đó bay ngoài rồi. Ồ. Quá ngon các bạn ơi. Uống đi Nam. Rượu đâu? Tới đâu? Thôi thôi thôi. Nè 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 nè. Mày uống sạch cái đi. Vô vô tôi uống sạch cái nè. Ca chín rồi. Chín rồi, chín hết rồi. Đưa lên mới được. Chín hết rồi. Đường nó bự lên mới được ấy. Đường hả? Đường nè. Rồi đã vô đi vô. Đi miếng đi. Quá thơm các bạn quá ơi. Quá thơm mà vừa ăn vừa khóc luôn các bạn ơi. Quá khói rồi. Khói vẫn quặn vô mắt mình không rồi các bạn ơi. Quá ngon. Đây nè, con cá này là cái món này ngon, cái là cái hộp này ngon nhất nè. Uống quất. Làm nha các bạn. Hết các bạn ơi. Làm đi các bạn ơi. Nè vô vô. Rồi tôi rồi. Uống qua Nguyễn đi. Quất luôn. Nè, ra muốn động nè, mời bạn cái luôn coi. Vô. Muốn động. Cho phải ớt, cắp ớt cho nó luôn. À, bên kia đây. Ở không? Ớt cay lắm. Đây, đây, đây. Đây, mà các bạn dùng với mình ly nha. Wow. Ngon không anh em? Ngon, ngon, ngon. Quá nhiều cái món này là món đặc sản mà. Cao niêm mà. Ăn nước mắt ra nè. Vừa ăn vô các bạn. Vừa ăn vừa sốc các bạn ơi. Đậu nấu là mướn là mất tiền lắm đó.
quá đã các bạn ơi. Hôm nay là mắm đặc sản trên đồng quê các bạn, dân giả khó biết miền Tây nha các bạn. Đó, bạn mình đó. Đây, đút cho MC quất một cục. Em sẽ đã quá đã. Quá đã các bạn ơi, quá ngon. Đặc sản. Mình dùng miếng cà luôn nha các bạn. Có gió là cháy à. Cà mà để vô mắm các nhận các cà thiệt ngon. Nếu các bạn có thích thì nữa các bạn làm theo gì nha. Nấu hả, nấu theo vậy hả? Vô các bạn ơi. Nhất cái này nè các bạn. Cái này cắn vô ngọt ngọt nghe. Quá ngon. Thơm ớt còn ngon. Bụng uống chưa? Rồi. Lỡ mướn như mẻ. Bỏ cá vô, bỏ cá vô. Để lù văng bên đi, văng bên đi. Bắt đầu mình để cá vô thêm nha các bạn. Bông súng. Bẹo súng vô, thêm bông súng vô. Ý là muốn á. Bông súng để đây. Bà nội ở nhà không ngon mà vô đồng ăn ngon với hương Mỹ. Cái cháy mạng mày muốn. Mày lại chín vào. Trên chín. Vô nhiều hết. Vô vô ăn nè cưng. Đặt cái nồi luôn nghe cả nhà. Cái này là đúng là dân giả đậm chắc miền Tây nha các bạn. Dân giả miền Tây á. Món này nghe chứ. Quá thơm. Ha. Quá khói à. Quá khói à. Tao trên này tao trên gió à. Cái bà đâu có đâu à. Chắc vô miếng cá kìa. Nó hết cá rồi kìa. Mày ăn gì? Mày bạn dùng với mình mới điên điển nha. Chút chút gà nó. Nó muốn ngon không? Ăn đi chắp cá. Đây đây chén đây. Vô mày. Uống góc nè mày. Cà không? Cà không? Không. Bông súng mà nhúng mắm rất là ngon các bạn. Đây là quán. Rất là thơm. Bông súng mà nhúng mắm là cỡ như ok cái luôn á. Cà chín ngon rồi. Có ớt luôn á. Ừ. Cà chín ngon mà gấp cá. Quá cà. Ngon các bạn ơi. Đi đâu? Đã không? Để cho miếng này. Đỡ nữa. Vô các bạn. Gãy nó nếm vỏ rồi đi á. Chịu. Nha. Nha. Vớt mấy đúng rồi luôn đi. Ở vô đất cái bự nè. Chạy vô chỗ đâm đất cặp đất với ba nè. À. Chạy vô không? Đó thằng cộng chạy ba to á. Vô mà chạy mua cho rượu hay cha thêm nha. Nè, hết rồi, thiếu rồi. Viết vô. Chạy nữa được rồi. Ừ. Mình đặng mình để gì rau cho thêm. Nhìn ngon quá mày ơi. Nồi mắm này nhìn ngon quá à. Viết lên vô nha. Vô hai bạn. Hai bạn ngồi buồn đó hả? Sao mình đun cá vô bên nào cũng bên đi ăn cho kịp. Thấy chưa? Đẩy qua bên đây. Chưa chín đâu. Cái ai vậy? Tôi đi, tới tôi đi. Tôi mới uống gọi đó. Tưới không khổ điện nè. Rồi. Hồi nãy không có gì chứ hả? Hồi sáng giờ không có gì chứ. Sao bữa nay giờ ra cái giấc mình sẽ cơ bác nè. Biết ổng hay nè. Nên thằng Hải nó kêu rồi chứ ơi. Chỉ chút nó về tôi biết mua rượu cho Hải uống. Dễ kinh. Hải nào? Đó. Hải phở hả? Ờ nó quắt ra ngoài nó kêu tôi ra ngoài chơi quá nó quắt ngoài. Ngon không? Cà dai ăn cà dai rất dai luôn. Cái này chín chưa anh em? Chín. Chưa. Đây nè, bữa nay thích. Đó. Ồ quá thơm các bạn ơi. Chắc mình chơi chín mình giữ chưa em. Cái gì không ngon bằng cà. Ê bữa nay mình xắt nó vừa ăn không? Vậy. Ngày qua tôi sắc thằng tí nó la tôi làm tiếng miên cơ mà. Chị qua sắc miên đạo nó nhỏ quá. Sắc cái gì? Sắc cá trà. Ngày qua tôi chơi thao cá trà giống giống cái nhỏ ở trong bếp quá. Không nào ăn chứ. Tao hào ăn muốn chết á. Quá ngon mà. Sắc cục não này mày chọi con chó không hộ chết. Tao ăn nỉ không à. Sắc cục bự quá gì ăn còn không? Còn. Thằng Nguyễn, tôi là trên chín rồi. Chín cà rồi.
này mà có nọc cơm nữa ha. Nè. Cơm củi một cái nấu cái này mà. Cơm củi với cá con tấn cá gì cái chèn răng á. Cái chèn răng có khóm á. Đây mình mơ mình đem nước đây nè, chẳng cái điều này luôn. Nếu các bạn thấy thích và vui các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ cho mình kênh của mình với Mỹ Nguyễn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Anh em mình xin tạm biệt cái video tại đây. Các bạn muốn thấy hay á thì cho một like và một subscribe và một comment bên dưới nha các bạn. Chào.